Rồi hello anh em ha. Nay lên một con Makita MEA 4003 nha anh em. Cái con này nằm tâm là 42 ly nha. 43cc nha anh em. Đời này là đời sử dụng lốc hợp kim nút nhôm nha anh em. Đây, nút nhôm nha. Dòng hệ cho anh em đi khai thác nha. Dòng này anh em lưu ý là dòng hệ dòng khai thác anh em chứ không phải là dòng sử dụng gia đình đâu nha. Sử dụng lốc hợp kim nút nhôm đàng hoàng nha. Máy của Đức nha anh em. Bô là nước gam nha anh em. Nhìn cháy luôn anh em thấy không? Cái tối em mặc thằng lát nó quay nha anh em. Makita 4003 nha. Dòng này anh em khai thác cực kỳ đỉnh nha. Em quay cái thông số cho anh em coi. 42,4cc. Đầu máy nặng 4,9kg nha anh em. Là chưa lam sên, chưa sân nhớt nha. Cái số seri là 185397. Máy nên gặp money anh em. Con này sản xuất tại Đức nha. Dòng hệ anh em. Dòng này dòng siêu hệ nha. Sản xuất tại Đức anh em. Gặp money nha. Con này rất là đẹp nha anh em. Hai ốc chân lam nè. Lam thì 5 tấc rưỡi lắp vô rồi còn đúng phần cắt 5 tấc nha anh em. Chuẩn bài cho anh em khai thác luôn ha. Sên này chạy sinh 325 sinh lớn luôn nha. Nằm bên trong sáng giới luôn anh em thấy không? Con này em chùi sơ sơ anh em. Hàng Nhật Bản về em lấy dầu em lau sơ sơ nha. Cho nó đúng chắc gin nha anh em. Không dùng nước rửa hay nước tẩy gì hết ha. Hai ốc chân lam mới chát luôn anh em thấy không? Dòng này dòng đúng hại anh em khai thác mà anh em cầm con này đi khai thác là đúng chuẩn nha. Anh em có thể cắt từ 5 6 tấc đổ lại ha. Hiện tại thì lắp 5 5 tấc rưỡi anh em. Khai thác là siêu bền, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn nha. Chạy bao chuẩn anh em. Rồi con này em bán 3 triệu anh em. Nhanh gọn lẹ cho anh em luôn. Cho anh em khỏi lăn tăn về giá cả luôn. Rồi để em test nổ em nó. Xích cực kỳ tốt luôn anh em. Con này chạy khỏi phải bàn cãi luôn anh em. Rồi con này ba cũ anh em. Máy móc đệm bao zin chăm chăm bao zin từ con ốc nha anh em. Con này em mới lau dầu đúng chuẩn là lau dầu luôn anh em. Cái bô nó còn dính dầu nó hơi ra khó một tí nè. Chạy ngồi hết nha anh em. Cái là bô phu ga nó lớp ngoài chứ không phải là ga bên trong cái ga đâu anh em. Đó anh em để ý ha. Dính dầu ha. Con này em bán ra bảo hành động cơ anh em là 12 tháng nha. Bảo hành điện cho anh em là 3 tháng anh em. Anh em cứ khai thác tẹt ga, anh em cứ chạy tẹt ga, đi lên rừng làm hay là sao tẹt ga trong vòng năm nếu có lỗi động cơ em sẽ chịu trách nhiệm em sửa lại cho anh em ha. Em thay đầu zin chính hãng cho anh em ha. Tắt máy rồi còn khó dữ. Con này zin nguyên bản anh em. Hơi cực kỳ tốt ha, nhích nhẹ là nổ anh em. Cực kỳ nhẹ nổ luôn. Đi thì thầm siêu nhỏ luôn anh em.
con máy mà cực kỳ ngon anh em mới chỉnh nó nhỏ được như vậy ha. Chúng thôi đây là anh em chỉ chỉnh lớn thôi ha. À. Cực kỳ ngon nó mới chỉnh được vậy nha anh em. Rồi anh em nào cần liên hệ em ha. Nhất Lam này khỏi phải bàn luôn, con này ra đúng ra luôn anh em.